cháo trứng đặc biệt nha mọi người. Rồi mình ngâm trứng xong rồi mình rửa sơ để cho nó sạch, chứ mua ở chợ về cũng khá là dơ, ăn nhiều thì làm nhiều nha mọi người. Này mình làm cỡ chục trứng thôi, không phải nấu nhiều. Rồi luộc trứng trước nha mọi người, luộc trứng rồi bỏ tí muối vô, rồi bắt thêm nồi cháo lên trên nồi cơm điện đi. Rồi mình đi hái rau nha mọi người, hái rau này trong vườn nè, có gì ăn đó, thích ăn loại rau gì thì mình ăn loại rau đó nha. Rau đồ vô rửa sạch sơ tí bụi đi, rau trong vườn thì khá là sạch rồi. Rồi cắt thêm tí hành, rồi thêm tí lá tía tô để ăn cho nó thơm. Ai thích ăn rau mùi gì thì ăn nha mọi người. Thì cháo thì chủ yếu là hành thôi. Bóc hết ra để ướp cho nó ngon nha, chứ mình không có để trứng sống. Trứng sống thì nhìn ghê lắm. Luộc sơ lên đây cho nó ngon. Trứng vừa ăn cho nó ngon nha mọi người, trứng già quá dở. Cái này có mấy cái trứng già. Rồi hành, tỏi, tiêu, ớt mình đâm nhuyễn đi, xong rồi ướp vô. Rồi cho tí hạt nêm, rồi cho bột ngọt, muối, nêm đậm đậm nha nha mọi người, để lát bỏ cho cháo khỏi nêm lại luôn. Thêm tí bột nghệ cho có màu. Kinh nghiệm nấu cháo trứng là phải luộc trứng lên trước nha mọi người, chứ để con sống đập vô nếu như trứng non là nó nát hết, mà trứng già quá thì cái con dịch nó bơi trong nồi cháo là tội lắm. Nên luộc luộc trước đi, xong rồi ướp ướp gia vị vô là nó ngon. Rồi đợi cháo chín đi rồi bỏ vô thôi. Mình đi ra vườn hái trái tắc vô làm muối nè. Hai trái là đủ rồi. Muối có sẵn luôn. Muối, ớt, tiêu, bột ngọt, ớt xanh, ớt đỏ vậy đó. Sắc thêm mấy chất ớt xanh bỏ vô cho nó thơm, ăn cho nó đã. Ai có ớt xiêm, ớt đồ bỏ vô cho ngon. Này lười đi hái quá, hái sát nhà luôn cho nó khỏi. Chứ ớt xiêm mà tích ngoài vườn lận. Rồi bỏ thêm tắc cho nha mọi người. Ai ăn chanh thì ăn chanh, có tắc thì bỏ tắc, bỏ hạt ra nha. Nhiều nhiều cho nó đã. Rồi ok luôn. Hít hà. Rồi cháo chín rồi bỏ trứng vô nha mọi người. Lên màu rồi đó. Rồi bỏ hành với lại tía tô vô, múc ra tô nha mọi người. Mình làm cỡ tầm 4-5 trứng thôi, ăn vậy mới đã. Tầm 2 trứng ăn không sướng đâu, ăn không đã ngứa. Cái này ăn là 4-5 trứng lận, không có ngán đâu nha mọi người. Ăn này rất là bổ nè, này làm tô rất là bổ luôn. Rồi bỏ thêm tí hành nè, rồi bỏ thêm tí muối tiêu, ớt lên ăn cho nó phê. Nhà mình có ớt sa tế nè, này tự làm nha. Đó, làm vô cho muỗng nhỏ nhỏ thôi, nhiều cay lắm. Này ớt xiêm á, thêm tí tiêu nữa cho nó đúng vị nè. Ăn cháo là phải vậy nha mọi người, ăn vậy nó mới giải cảm rồi nó mới mát người được, nó mới bổ được. Rồi ok, mời mọi người nha. Quất nè, đây còn nóng quá, quậy quậy sơ lên xíu đã. Rồi mời mọi người nha. Ngon quá. Một tô cháo trứng bổ cho bà bầu. Cái này mấy ông chồng nấu cho bà bầu nha. Nóng quá. Nóng quá cho ông chơi nguyên cái à. Oh.
nóng quá. Nó miếng ớt này, miếng ớt xanh với muối. Thơm ngon. Xin phép mọi người mình ăn nha. Mọi người follow kênh ủng hộ luôn nha.